đầu cuối họ tiêu. Hai là tâm hoàn cho nên nó chín rất là nhanh, bởi vậy các anh chị ướp lâu nhưng mà hấp khoảng 20 phút. Sau khi hấp xong các anh chị đừng có lấy ra liền, đưa pha để cho chín hơi để chia cho hơi nó thấm vô cả chiếc cho nên chín tới được nhà bồ luôn. Còn gà tay, gà bên cây hay là gà họ bộ hay gì đó thì thịt sẽ dai hơn, thì thời gian các anh chị hấp dùng cho cô khoảng 30 phút hoặc lâu hơn dùng cho cô. Tiêm rửa sạch dùng cho cô. Nhà các anh chị dùng muối, nhà khác dùng cái lưỡi dùng cho cô cho nó sạch nhất. Rồi sau đó các anh chị dùng về đun cái bún thọng gà, các anh chị bắt đầu đun bún thọng ra dùng cho cô. Sau khi các anh chị rửa sạch dùng cho cô rồi thì các anh chị để ra thành tỏi. Ở đây nguyên một cái tô hành tỏi khoảng đúng 300 gram. Thì khi dắt ra cô cho bên này là hai giá và mỗi một giá chỉ chỉ là giá thấp, có nghĩa là nằm một tấm một giá. Thế là quy nằm một tấm một bây giờ hai giá là 10 rồi. Cụ Hoa Tiêu tên của nó là Trung Trung Hà Nội Đỏ Hoa Tiêu, chi về dòng chân gà dê thì chúng ta dùng cái cụ Hoa Tiêu đó gọi là cụ Tiểu Phương. Không cỡ 1 ký trở lên, 1,5 ký, 2 ký thì các anh chị dùng cho cô một suất hàng. Các anh chị đầu tiên là cho quý hồng vô gà ướp trước dùng cho cô, quý hồng vô trước ướp cho ngoài cho cô, rồi sau đó chúng ta dùng cho nó nó đi đường để cả một nghệ. Các anh chị cho nó ngon dùng lại, sau đó qua lên con gà được trong cho ngoài cho cô. Thời gian các anh chị để bắt con gà phải trên 20 phút để càng lâu gà càng thấm. Trước khi đi cắt các anh chị sử dụng gì cho cô? Thứ nhất là xả cầm nhập đá cắt bút gừng cầm nhập cho cô rau rầm hai cắt cuối keo cô thả chanh cũng đều hết có một phần rau củ này nhét vô trong bụng con gà, nhét vô hết được bao nhiêu thì nhét, còn lại các anh chị cho mâm dùng cho cô. Sau đó mình cầm cái con gà lên để mình nắm sắp rồi nhét vô cho cô. Bỏ gà vô nước sôi, bỏ gà vô, từ đó chúng ta tính lên 20 phút hoặc 30 phút. Nhân dạng phải đảm an, có thể chăm chút chút chân châm hoặc là quý ớt châm. Em cái barbecue này người ta không có quy định là phải ăn theo gì, không ạ, không có quy định, theo thôi. Nó đâu có ghi là nạc dâm nước barbecue Hàn Quốc gì đâu, đúng không? Ví dụ ngày mai các anh chị có thể dùng đường non nhập chi nha, con cắt cậu ướp như con này mình nước dẫn được luôn. Còn không chúng ta không có dùng heo thì dùng bò, bò đùi hiền thái đất mỏng chứ chưa hạt da này và thái đi gia vị của quý vị và các anh chị nướng xiên rồi chúng ta có món bò luôn mình kiều dễ sườn bò ướp vô đây rồi chúng ta cũng nướng mình luôn. Và cái sốt này các anh chị như là mỏng heo thì các anh chị dùng ba ví dụ như muốn bò thì dùng cái sốt thôi mình tiêu heo cho bò dùng được, nhưng mà mấy bạn mua cái bò rồi thì chỉ có bò mà thôi chứ không dùng qua heo được vì cái bụng bò nó hơi nặng một chút. Cái bò thì các anh chị cho ra đây cũng giống như bò kêu heo thôi nha. Thì hồi nãy heo và bò chúng ta đều cho bằng tức tương bò. Ví dụ các anh chị dùng cái tức tương nhật hồi nãy là tại vì mình có cái món tương tương của nhân. Còn không, ví dụ mình muốn mua về món Hàn Quốc thì chúng ta đi mua nước tương Hàn Quốc cũng được, nhưng mà xài Hàn Quốc không phải xài chuyên về Hàn Quốc. Còn ở đây mình muốn nhận thì xài qua Hàn Quốc sẽ được hết cho nên dễ sử dụng. Nước tương nhập ở đây các anh chị mua về sau đó các anh chị sử dụng như một lon một hai và một giá. Các chị thích ăn mặn hơn thì sử dụng hai giá cho cô cũng được. Một hai nay thì các anh chị khẩu vị mặn đạt thì chúng ta sẽ tăng lên bằng dầu sôi cho cô. Ví dụ dùng hai cũng được luôn, nhưng mà chỗ này các chị dùng mật ong phải tăng lên, nếu mà nó mặn thì tăng lên dùng cho cô dùng mật ong. Có nghĩa là các chị phải điều chỉnh cho nó hợp. Trước hành tỏi ở đây cô sử dụng hai giá dầu một giá, dầu để ẩm về cho cái miếng thịt của mình tướng nó không bị khô cho nên dầu một giá. Nước tương nhật, rượu sake, rượu kiwi, rượu này vô nước thịt của mình rất
Rồi phần đông bóng nướng các chị không được sử dụng đường vì đường các chị đứng dễ bị khét, cho nên là các chị hôm nay các chị điều chỉnh dùng cho bơ và non một hòn tiêu, quậy ra một cái thao đường tay mẹ ra bỏ vô những cái bột, ai muốn thơm muốn thơm thì chúng ta sẽ cho vào mẹ thêm từ một từ đường này giúp cho cái miếng kem của mình thơm được nhé. Nhà ai mà không có lò nướng than như một kia thì các anh chảo hạt chảo cho cô, cho cái chảo bằng bằng lên ít dầu, dầu ấm các chị cho cái miếng kem nó sơ qua hai mặt, rồi các chị đút vô lò nướng giúp cho cô. Lò nướng biết không, lò nướng 175 hoặc 200 độ 5 phút hoặc 10 phút cho lò nóng, có nghĩa là tùy theo lò. Lò bằng mặn thì các anh chị để cho cô 175, lò nóng thì để 200 độ, lò nóng thì 5 hoặc 10 phút cho nó nóng cái lò. Vậy thì cái xiên đó áp chảo xong thì các anh chị đưa vô, mình áp chảo hai cái mặt keo rồi thì bị cái đổ mẹ keo cái lò đó. Cô mà nhớ là bởi động dùng cho cô trước cho lò nóng đặt cái đồ trong đây ha. Thì cái phần này các anh chị cho dầu lên, mình chảo một chén dầu thôi, sau đó các anh chị cho tỏi các chén vô hai thứ một muỗng tương nhiên này, cho vô từ 2 đến 3 muỗng, ăn nhiều ăn ít, rồi sau đó cho nước vô cho nó lỏng ra, các anh chị nêm đường bột vào cho cô. Thì bản thân cái này nó rất là mặn, sau khi mà cho nước vô rồi nêm đường bột ngọt xong thì vừa ăn, các anh chị bắt đầu mới cho ớt xanh, ớt đỏ. Oh.
sử dụng toàn bộ là hai lạng thịt cua. Thịt cua ngon á là thịt cua sao là giá thì nó cao, thổi nó không có bị khai, gọi là thịt cua ngon. Còn không mình mua con nuôi về mình luộc hoặc hấp xong mình gỡ lấy phên thì người ta gọi đó là thịt cua tươi. Còn khi mà nó dị ra chợ mua thịt cua không biết nó có ngon hay là nó dở hay không, cho nên mình mua về gỡ coi kiểm tra nó có xương có miếng trắng hay không rồi gửi dùng cho cô. Nếu mà nó hơi bị khê có nghĩa là thịt cua đó không được tươi lắm. Thì cái rượu hoa tiêu ngày hôm nay chứ phải là rượu dịu hơn nha, rượu dịu hơn cũng là rượu hoa tiêu nhưng mà chiên về động vật gọi là dịu hơn, tức là rượu hoa tiêu nhưng mà chiên về hải sản, người ta có mùi tăm cua cá hơn hoặc là ghẹ, đây là rượu hoa tiêu chiên về hải sản. Thì khi các chị thấy cái thịt cua đó mà nó bị khan thì chúng ta dùng cái rượu này ướp vô trong cái thịt cua cho mình ngon mặn sạch sơ, nhưng mà cái này là mình dồi vô cho nên không phải được xào, chỉ ướp rượu thôi, hai lạng muỗng sức thôi là nó tự nhiên người ta. Rồi về phần ngoài cái thịt cua hồi nãy cô có giò sống, giò sống mua ngoài chợ về hai lạng thì các anh chị cứ việc cho ra con thịt cô. Thịt gà hồi nãy là mình dùng ba lạng, chứ anh chị nào không có dùng thịt gà thì thay thế nạc dâm tây cũng được, gà thay thế nạc dâm không cho ra mâm trộn nhiều lên. Các anh chị dùng cho cô thứ nhất là đậu hành, đậu hành 50g bầm nhuyễn cho cô, tỏi và hành tím 2 thứ 1 muỗng sức cho vô dùng cho cô. Và khi các anh chị nhồi lại cho nó kết dính lại thì chúng ta sử dụng bột năng cùng và các anh chị điều chỉnh gia vị cho cô cho nó ngọt, tiêu, đường. Và chỗ này nó có thịt cua cho nên các anh chị đem cho cô thành nước mắm nhớ ha, thịt cua là đem nước mắm cho nó thơm. Còn anh chị nào không dùng nước mắm thì sử dụng muối cho cô có số lượng ít hơn. Ví dụ như nãy cô dùng muỗng cà phê nước mắm thì muối các anh chị cho cô nửa muỗng thôi vì muối nó mặn hơn nước mắm. Và khi chúng ta nêm muối thì các anh chị cho cái nhân đó thêm dầu mè, muối phải đi với dầu mè cho cô, còn nước mắm không phải cho dầu mè. Thịt gà hay thịt gà bằng thịt heo tây được, trộn nhiều lên được chưa ạ. Mai cua khi mà các anh chị mua ngoài chợ mà các anh chị phơi xong rồi đó thì các anh chị rửa sơ sợi với cô. Nếu như các anh chị có bơm, bơm để làm bánh thì chúng ta sẽ dùng bơm đó cho nó mềm và nó chảy ra, dùng cọ nhúng bơm hết do cái mai cua dùng cho cô để khi nhét nhân vô hấp chín lên chiên thì cái bột nhân đó nó sẽ rớt ra, nó không có bị dính các bột cua. Còn như chúng ta hồi nãy không có dùng bơm thì các anh chị dùng dầu nhúng cọ, cọ nhúng dầu nhà đấy làm những dầu cho cô. Rồi các anh chị sẽ đi cắt thì cái cục nhân đó bao giờ nó cũng nhiều hơn cái cục thịt mà lại mà các anh chị mà chắc là cũng nhỏ. Khi mà chia cái phần thịt còn lại các anh chị chia đều ra, rồi sau đó các anh chị cho chồng, cho chồng xong rồi các anh chị bấm xuống cho nó đẹp luôn chứ chia cái phần thịt cho cô. Chứ khi mà các anh chị chồng cũng như vậy các anh chị nó chạy lắm lắm quá đẹp thì nó đẹp luôn rồi lên mâm. Cái mâm này có dầu là
chú Chí Phương. Nghe các anh chị sử dụng dùng cho cô Boro cắt cốt để ngọt rửa sạch cho vô dùng cho cô tăng lên độ ngọt, thì các chị dùng củ sắn cải trắng cho vô dùng cho cô. Hành tây giúp cái liệu nhông hơn, tăng lên độ ngọt cho mùi thơm. Tất cả các anh chị cho vô thêm số liệu trong bài. 1 kg xương nấu 3 lít nước thôi, muối dành cho cô 1 muỗng. Rồi sau đó các anh chị nấu sôi dùng lên, nhỏ lửa cho cô trong vòng 2 tiếng. Rồi xương nè, củ hành nè, bơ ngô, vị ngò, củ sắn hoặc cải trắng, đó là nước dùng giúp. Tất cả củ sôi chiên. Thì ngoài cái nước dùng đó, các anh chị còn sử dụng cho cô phi lê gà. Phi lê gà chỗ này khoảng 200 g. Phi lê gà này mình cũng rửa qua nước muối, mà rửa qua bùn gòn, dùng kỹ trong nước sôi cho cô. Sau đó mình vớt ra, thảy vô nồi nước mà chúng ta không thích dùng á, mình ngâm 2 phút cho cô chín tới bến, vớt ra ngâm nước lạnh sẽ sợ. Đối với món này các anh chị còn có 5 combo mạnh tăng cường. Hay là ở nhà các anh chị mà không có dùng nấu sức muốn nấu 5 combo để thử mùa hai ngắn, thời gian các anh chị ngâm nấm khoảng 2-3 tiếng cho nóng đỡ. Rồi các anh chị dùng với gừng và hành lá 15 phút cho cô nóng đỡ rồi. Có gừng và hành lá để làm gì cũng phù hợp hơi nóng. Là nước dùng đó cô có gừng luôn, và gừng các chị đập dập vô để làm gì cũng mùi hơi nóng. Và 2 gam hành lá thì trong cái nồi đó có bô rô cho nên nó đã hơn rồi, không cần hành lá nữa. Sau khi chín xong màu nắng này các chị tái sợi cho bô rô, thịt cua các chị xào và các chị dùng dầu cho cô. Mùi thôi.